Vâng, con biết rồi ạ. À mẹ ơi, mẹ để ý hộ con cái kho báu nha, không là nguy hiểm lắm đấy. Thời buổi bây giờ trộm cắp như rươi, cứ xảy ra là mất. À, vâng, con nhớ rồi. Hôm đó ấy, chắc chắn con sẽ về. Thì con là trưởng ho thì phải có trách nhiệm chứ ạ. À. Vâng, con chào mẹ nhá. Em chào anh. Chào em. Sao hôm nay em đi làm sớm thế? Thì em đi làm sớm em mới biết anh là trưởng họ chứ. Oắc thật. Có gì đâu. Từ ngày mà anh mới đẻ ra anh đã là trưởng họ tương lai rồi. Uầy, thế thì chắc là mọi việc trong dòng họ anh là người quyết hết đấy nhở? Đương nhiên. Còn ai trồng khoai đất này nữa. Thôi, trêu em thế thôi. Chứ cái việc đấy nó là chuyện bình thường ấy mà. Sắp muộn giờ rồi. Anh đi dạy đây. Dạ, anh đi cẩn thận ạ. Đã làm giảng viên, lại còn là trưởng họ. Đã thế lại còn có kho báu. Ứng cử viên thăng giá đây rồi. Sếp ơi, em gửi cà phê của sếp ạ. Mà chị ơi, chị biết tin gì chưa? Sao? Cô lại hóng hớt được tin gì ở đâu? Em đâu có hóng hớt đâu. Thời đại 4.0 rồi, người ta gọi đấy là truyền thông thông tin chị ạ. Thế tin gì? Anh Long, anh ấy là đại gia ngầm đấy chị ạ. Đại gia ngầm á? Ừ, chị biết từ lâu rồi. Ồ, thế chuyện này chị cũng biết rồi ấy ạ? Tất nhiên rồi. Nhà Long có một căn nhà ngoại ô, mà nghe nói ở đó còn có một kho báu. Cụ thể hình như là một hũ vàng đấy. Sao chị biết có chuyện kho báu? Ừ thì ông Thắng nói với chị. Mà hai ông đấy là bạn thân, chuyện gì mà chả biết. Mà ông Thắng còn bảo là chính mắt ông ấy nhìn thấy đấy. Thật là chị. Mà này, chuyện ông Long có phải là đại gia ngầm hay không liên quan gì đến em? Ê, em còn biết được một tin nữa cơ. Tin gì đấy chị? Anh Long là trưởng họ. Nếu mà gia đình anh ấy giàu như thế thì chắc chắn dòng họ phải rất là gia thế. Lại còn là trưởng họ nữa à? Oách thật đấy. Này, sao hai cô vui mừng cứ như là bắt được vàng ấy nhỉ? Đúng rồi đấy chị ơi, chị có một người bạn vàng. Đã thế lại còn là vàng ròng, vàng thật. Mà đến bây giờ tụi em mới biết đấy. Long kể ra ế cũng lâu rồi. Bây giờ có hai cô để mắt đến, tôi cũng thấy yên tâm hơn đấy. Hay là chị tạo điều kiện mới cho em nhá. Ơ, làm gì mà đến lượt chị? Anh ấy là của em rồi. Của chị. Của em. Của chị. Anh xin lỗi, tại anh hoa mắt quá, anh vào nhầm phòng. Anh Long, anh không nhầm phòng đâu, đây đúng là phòng của anh đấy. Phòng anh á? Sao phòng anh hôm nay lại sạch sẽ thế nhở? Bình thường thằng Thắng nó về nó bày như cái chuồng lợn cơ mà. Anh Thắng đi chơi với bạn rồi, trước khi đi chơi anh ấy có gửi chìa khóa của Lễ Tân cho em. À, thế hóa ra là thằng Thắng thuê em dọn phòng à? Thế bao tiền anh gửi nhỉ? Sao anh nói thế? Anh nói thế khác nào nói em là láo công à? Sao em lại dọn phòng cho bọn anh? Thì em thấy là hai anh ở đây cũng lâu rồi mà còn ở bận nữa. Em lo cho sức khỏe của hai anh nên là em tự nguyện đến đây dọn phòng cho anh. Anh thấy không? Phòng có phụ nữ dọn dẹp trông khác hẳn anh nhỉ? Ờ đúng, sạch sẽ hơn nhiều. Anh Long, sao mãi mà anh vẫn chưa có người yêu thế? Hay là anh không thích ai? Anh không có tình cảm với ai à? Người thô kịch như anh ấy thì làm gì có ai yêu? Em nghĩ là sẽ có người thích anh đấy. Hơn nữa anh cũng 30 tuổi đầu rồi, cũng cần yên bề gia thất chứ. Cũng cần có người dọn dẹp, chăm lo nhà cửa cho anh chứ. Anh biết thế nhưng mà... alo. Rồi, tôi đến ngay. Em ở đây nhá, anh phải lên trường có việc gấp đây. Anh Long.
tiền nhà á? Mọi lần là người khác thu mà sao hôm nay lại là... Thì mọi khi khác, bây giờ khác. Chị Phương chỉ đạo em từ bây giờ sẽ là người thu tiền nhà của anh. Thật ngại quá. Tháng này thì anh chưa lấy lương, với cả lại vừa gửi tiền cho đứa em đóng học. Hay là cho anh nợ nhá. Đúng là người giàu thì thường khiêm tốn anh nhỉ. Nhưng mà chị Phương quán triệt tụi em rồi, từ bây giờ sẽ không được cho người thuê nhà khất tiền nhà nữa. Anh biết làm sao bây giờ? Thôi được rồi, em sẽ cho anh vay. Em cho anh vay á? Vâng, em mới lấy lương. Em cho anh vay, khi nào có thì anh trả em. Thôi, như thế anh ngại lắm. Ngại cái gì? Em với anh sinh hoạt chung tòa nhà mấy năm nay rồi, có phải người ngoài đâu. Thì anh biết thế nhưng mà... Không có nhương nhị gì đâu nhá. Anh mà còn từ chối, từ giờ em không bạn bè gì với anh nữa hết. Thôi được rồi, em cho anh vay, chứ có phải cho anh luôn đâu mà anh phải ngại. Anh cứ nhận đi cho em vui. Thế thì anh hứa với em, khi nào lấy lương anh sẽ trả em đầy đủ nhá. Anh cảm ơn em. Không có gì ạ, anh đừng khách sáo. Nhưng mà anh Long ơi, anh có người yêu chưa? Người như anh ấy thì ai người ta yêu? Đấy là do anh kén chọn thôi, chứ thật ra... Anh Long! Anh uống nước chị đi! À? Ôi dồi ôi, đi tập thể dục mồ hôi mồ kê nhễ nhại như thế này, anh cần phải uống nước vào. Sao em biết anh là khát nước? Nước gì mà có vị như nước bù điện giải nhỉ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Chị chú đáo thế, nước bù điện giải rất tốt cho những người tập thể dục như bọn anh. Mai cũng chú đáo. Cả hai em đều chú đáo. Thế nào rồi hai đứa? Chiến dịch làm dâu hào môn đến đâu rồi? Đúng là đại gia ngầm có khác chị ạ. Cứng phết đấy, em tán mãi không đổ. Chuẩn luôn đấy, rắn hơn sắt thép, chắc hơn gỗ lim. Đấy là ấy, hai đứa chưa tìm được long mạch của đối phương thôi. Phải tìm được long mạch của đối phương thì mới đánh nhanh, tiêu diệt gọn được. Thế cái long mạch của anh ý là gì hả chị? Mời chị vào đây. Mời chị ngồi. Em có món quà đặc biệt tặng anh Long nhân dịp sinh nhật. Em tin là anh Long sẽ thích. Anh cảm ơn nhưng mà hôm nay có phải sinh nhật anh đâu. Người như anh Long xứng đáng ngày nào cũng là ngày sinh nhật của anh. Mời vào ạ. Anh Long. Mai. Em có món quà đặc biệt muốn tặng anh Long nhân ngày sinh nhật ạ. Em tin là anh Long sẽ thích. Chắc hai em nhầm thế nào ấy. Chi cũng vừa tặng quà sinh nhật, nhưng mà hôm nay đúng là không phải sinh nhật của anh. Người như anh xứng đáng mỗi ngày có 2 lần sinh nhật ạ. Từ thổ bé đến giờ, bây giờ mới có người tốt với anh như hai em. Không sao đâu, người như anh Long ấy xứng đáng có 10 người yêu. Phải là 100 chứ mới đúng chứ chị. Anh xin lỗi. Alo. Anh nhận hàng giúp em với ạ. Có gói hàng gửi từ quê ra. Sao? Mẹ tôi gửi kho báu lên rồi à? Vâng vâng vâng, để tôi xuống nhận ngay ạ. Hai em đợi anh một tí nhá. Kho báu. Cuối cùng thì cũng nhận được kho báu. Ôi, đúng là kho báu vô giá. Kho báu là sách á? Trời ạ, em cứ tưởng ông ý là đại gia ngầm. Hóa ra kho báu của ông ý lại là một đống sách ạ.
Thế hai đứa không nghe câu sách là kho báu tri thức của nhân loại à? Ai lại đi chơi sách bao giờ? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Giờ thì em biết tại sao mà ông ý ế rồi chị ạ. Đàn ông gì má, chả la lăng tí nào, lái đến tận nhà tán á, mà vẫn củ lần. Chả hiểu ý gái gì hết, bảo sao ấy, ông ế mãi. Đúng ấy chị, đàn ông gì đâu mà không tế nhị, tâm lý gì cả. Tốn bao nhiêu công sức, em qua dọn dẹp nhà cho ông ý. Đã thế á, lại còn nước rót tận nơi nhiệt tình, mà ông ý á, không mời em lại được một hớp nước nào. Trời, em còn cho ông ý vay tiền lương của em để đóng tiền nhà nữa chị ạ. Đúng là dại trài, có đầu thai mới hết. Ôi dồi, cũng tại hai cô cơ. Ai bảo cứ ham kho báu cơ. Tham thì thâm lại còn kêu cái gì nữa.